Trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình giới thiệu về xây dựng ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái bể phốt mới được xây dựng xong, đã chôn ống xong. Các bạn quan sát cái bể phốt này, tổng diện tích nó vào khoảng 10 khối tất cả. Cái bể này tương đối là sâu, chiều cao của nó thì vào khoảng 1m8, chiều rộng thì nó vào 2m rưỡi, rất là rộng. Đây là mình đang đứng trên cao quay xuống đây. Cái bể này tương đối là rộng. Bể này thì gia chủ xây bằng bi mạt và xây nghiêng. Các bạn quan sát thấy phía ngoài này là ngăn to này. Cái ngăn to này thì có lối dẫn vào này. Đấy. Và sang ngăn thứ hai là ngăn tràn này, và ngăn thứ ba này là ngăn lắng này. Đó, có 3 ngăn. Một cái bể phốt này tương đối là khủng. Ngăn to này thì vào khoảng 7 khối này, 6 khối này. Còn hai ngăn bé này thì mỗi ngăn hơn 1 khối nữa. Đó. Rất là rộng. Ngăn này, ngăn to này là ngăn chứa này. Ngăn to này là ngăn chứa và đường ống dẫn vào đây. Đấy. Sau đó đến ngăn này là ngăn thứ hai là ngăn tràn. Đó. Từ ngăn chứa nó sẽ tràn ra ngăn này. Và ngăn thứ ba này là ngăn lắng. Và đây là cái đường lỗ để dẫn ra ngoài đây. Đây, các bạn quan sát thấy. Một cái bể phốt phải nói là rất là khủng bố. Quá to luôn. Đây, bể này thì được xây bằng xây bằng bi mạt các bạn nhé. Bên trong thì gia chủ chỉ chát cái tường chính thôi, còn cái tường ngăn thì không chát. Cái bể phốt rất là khủng luôn.